Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món cá lóc chay và nấm rơm kho tiêu nồi đất. Món này ăn thì thôi hao cơm lắm luôn. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức kho. Cá lóc chay đông lạnh Diệu Huệ mua ở cửa hàng thực phẩm chay, 150g nấm rơm, hành ba rô cho các bạn ăn thuần chay hoặc hành lá cho các bạn ăn chay vì sức khỏe. Thêm mấy trái ớt ha. Gia vị nêm thì món này mình nêm lại nhẹ nhẹ thôi ha. Chút nữa Diệu Huệ nấu rồi Diệu Huệ chia sẻ. Rồi Diệu Huệ bắt tay vào nấu luôn ha. Trước tiên là mình lấy cái cá chay này, mình cho vô cái tô. Cái bịch này nó tới 1 kg lận, mình chỉ kho khoảng 6 cứa thôi ha. Mình cho vô đây một xíu hành, nửa muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước mắm. Món này thì người ta làm nó cũng vừa ăn rồi, mình chỉ ướp sơ lại thôi ha. Một chút xíu đường, một ít dầu hào. Nói chung cái món này thì người ta cũng đã làm có gia vị rồi, nhưng mà nó chưa có được đậm đà, mình ướp lại để cho cái hương vị nó đậm đà hơn ha. Rồi mình để đây chút cho nó thấm gia vị ha. Mình trụng cái nấm rơm này ha, rửa sạch rồi giờ mình cho vô một ít muối. Mình cho nước sôi vô đây mình trụng ha. Rồi cái nước sôi của Diệu Huệ nó cũng không sôi lắm, khoảng 70 độ thôi, mình để mình ngâm một chút. Bây giờ mình quay qua, mình bắt cái chảo lên cho nóng, mình cho vô đây một ít dầu ha. Rồi dầu nóng rồi mình cho cái cá chay vô đây mình chiên sơ ha. Rồi mình chiên nó vàng như thế này thì mình gấp mình cho vô trong cái nồi đất ha. Rồi mình gấp xong hết rồi nè. Cái dầu này nhiều quá thì mình chắc bớt ra chén, mình chừa một chút này thôi ha. Rồi mình cho cái hành vô đây mình xào cho thơm ha. Mình nêm vô thêm một chút đường nữa mình xào cho có màu ha. Rồi màu đẹp là mình cho cái nấm rơm vô đây mình xào. Mình xào cho nấm rơm xong rồi mình cho vô một ít nước sôi ha các bạn. Rồi giờ mình nêm nếm một chút gia vị. 150g nấm rơm nè, mình nêm khoảng không tới nửa muỗng cà phê muối và một muỗng bột nêm, một chút xíu đường. Các bạn ăn bột ngọt thì cho thêm bột ngọt ha. Và tiêu thì mình nêm trước hay nêm sau gì cũng được, mình nêm một chút thôi, chút nữa mình nêm nữa. Rồi mình xào cho tan cái gia vị. Rồi được rồi đó, mình tắt bếp. Rồi mình cho vô cái nồi đất này mình kho ha. Rồi mình bật bếp lên. Cái lóc kho tổ chay cũng đã sôi rồi, giờ mình cho vô một ít hành ba rô ha. Thêm mấy trái ớt nữa ha. Rất là ngon và hấp dẫn. Rồi các bạn thích ăn tiêu thì cho thêm vô đây một ít tiêu nữa ha. Hồi nãy thì Diệu Huệ cũng đã nêm tiêu rồi. Rồi món cá lóc chay kết hợp với nấm rơm kho tiêu nồi đất của Diệu Huệ cũng đã hoàn hảo rồi. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng kho món chay này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.